Park Seo Joon trêu chọc Kim Da Mi về điều này của cô nàng trong Itaewon Class, dây thấp bán công, Bill Chính đã phát hành một cái nhìn hậu trường khác của Itaewon Class. Trong video hậu trường mới của Itaewon Class, Park Seo Joon và Kim Da Mi đang chuẩn bị quay cảnh họ đang thực hiện một video trực tiếp trên Instagram. Họ tập lại những câu thoại của họ, và Park Seo Joon đùa về cách mọi người thường trêu ghẹo cũng như phá rối với mái tóc của họ khi đang quay phim. Họ đã quay thành công cảnh này, nhưng đạo diễn yêu cầu họ làm lại bằng cách tùy cơ ứng biến thêm một chút. Kim Da Mi gật đầu hiểu ý. Nhưng một khi máy quay chiếu, cô ấy có một khoảng thời gian khó khăn để bày tỏ suy nghĩ của mình. Park Seo Joon đùa, đầu cô ấy đang ở trên mây. Và Kim Da Mi không thể ngừng cười. Họ cố gắng một lần nữa. Nhưng Kim Da Mi đã nói quá nhiều lần này, và Park Seo Joon đã nhận ra sai lầm của cô ấy. Trong lần thử tiếp theo, cô bật cười trước lời giải thích dài dòng của mình. Và Park Seo Joon hỏi, cô đến từ Section TV không hay cái gì? Anh trêu chọc cô, vì đã liên tục sử dụng từ ngữ cuối cùng, và cô tinh nghịch đánh anh. Trong buổi tập cuối cùng, Kim Da Mi quên mất một trong những lời thoại của cô. Và Park Seo Joon giả vờ thu thập tâm trí lơ lửng của cô trong không khí. Và đặt nó lên không trung lại rồi ập vô đầu cô. Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào, và hẹn gặp lại.